chào mừng bạn các bạn đến với chương trình chia sẻ về không gian ở. Thì hôm nay tại tôi đã có mặt ở tại tâm khu kích động Ninh Bình. Thì ngay bây giờ chúng ta cùng khám phá một cái khu homestay, một cái nơi nghỉ tại Ninh Bình ở tâm khu kích động. Thì là cái homestay là một cái loại hình nghỉ ngơi dành cho những gia đình hoặc là có thể là một cái cá nhân. Khi các bạn đến ở tại nơi gia chủ có thể là càng trải nghiệm được đúng cái văn hóa và những cái nơi ở tại đây. Thì chúng ta cùng khám phá bên trong và phía ngoài để xem có gì tiện nghi, tiện ích gì. Thì đây chính là cái tam cốc Friendly Homestay. Thì ngay từ cái tên Friendly này thì cũng đã thể hiện được cái tình nó gần gũi đó, tại Ninh Hải Hoa Lư Ninh Bình. Thì đây ngay các bạn nhìn từ phía ngoài vào trong ấy thì chúng ta nhìn thấy cái vườn rất là rộng rãi như này đó, và phía sau kia chính là cái núi, một cái núi đá tự nhiên ở phía sau cùng kia. Còn phía sân vườn ấy thì ngay ngoài thì gia chủ có sử dụng một cái khu sân kết hợp với lại trồng cây vườn như này để mang lại cảm giác rất là thân thiện và tự nhiên. Thì chúng ta cùng bước lên phía trong này nữa để khám phá bên trong xem có những tiện nghi tiện ích gì. Thì khu tam cốc kích động ấy là một cái nơi ở tại cách trung tâm thành phố Ninh Bình là tầm khoảng 5 cây số đó. Thì 5 cây số này thì chúng ta có thể di chuyển từ những nhiều tỉnh với nhau, có thể đến bến xe Ninh Bình, có thể là hoặc là xe, những cái xe ô tô có thể đưa bạn đến những cái nơi du lịch như thế này, rồi là những cái nơi tam cốc Tràng An, Hoa Lư, Vân Long, Bái Đính thì cũng rất là gần đây. Chúng ta cùng xem cái khu này là khu trải nghiệm nơi sinh hoạt chung của khách đó. Các bạn có thể ăn nghỉ ngơi trưa ở đây. Thì gia chủ có sử dụng và xây các vật liệu như này rất là thân thiện, đồng thời được cái phía ngoái này cũng được sử dụng những cái đồ tre và gỗ hoặc là ngoái, cũng rất là gần gũi với cái tự nhiên như này. Ok, một không gian rộng như này thì cũng đầy đủ tất cả các trang thiết bị kết hợp với lại đồ ăn đồ uống. Thì có cả menu ở đây, chúng ta cùng xem những cái menu ở đây. Gia chủ để ở đây thì các bạn có thể đến tận đây lựa chọn những cái menu như thế này, có cả sinh tố rồi là những cái đồ uống hay là những cái đồ ăn đó. Thì chúng ta thấy ví dụ như là chè chẳng hạn thì nó cũng dao động, hoặc là những cái lon coca 15.000 đấy. Đấy thì chúng ta cũng là, đây là những cái nơi mà đây là có thể đồ ăn nhanh, có thể bạn lựa chọn cho những cái khẩu vị của bản thân mình. Buổi trưa, buổi tối có thể là những cái món ăn này đều phục vụ tận nơi. Ok, còn phía trong này là khu bếp. Khu bếp này thì các bạn đa số các homestay thì tôi kiểu trải nghiệm ở đây thì đa số được khách có thể là mang đồ ăn của mình để đến, có thể là dùng cái đồ thức ăn mình mua để có thể nấu nướng, tự nấu nướng ở tại vị trí như này. Mà nếu các bạn không biết nấu nướng những cái món ăn ở tại Ninh Bình ấy, thì có thể gia chủ có thể hướng dẫn cho các bạn là những cái món ăn dân dã, đồng thời là những cái đặc sản ở tại Ninh Bình, ví dụ như dê núi hay là những cái gà đồi, hay là đồng thời là nem chua chẳng hạn. Đấy là những cái món ăn rất đặc biệt của Ninh Bình. Bếp thiết kế rất là đẹp nhỉ, tiện mà đẹp. Ở cái bếp này cũng rất là ấn tượng. Ví dụ chúng ta cũng vào thử trải nghiệm bên trong này, cũng một cái gian bếp vừa bé như này nhưng mà đầy đủ các đồ nấu nướng như này. Thì chúng ta chỉ quay qua thôi thì đầy đủ rồi, các bạn có thể trải nghiệm những cái nơi này ở đây. Tuyệt vời. Có cái gió điện đây thì đẹp thôi. Em quay hẳn lên trên. Đấy, phía trên này là cũng sử dụng cái vật liệu mà như thế này là rất là mát mẻ. Em có thấy vào đây mát không? Mát. Mát mẻ hơn. Mà ở đây mát hơn mà. Có khi là bước ra đây là cũng mát này. Nhiều cây. Có cái gió này. Nhiều cây nó sẽ đấy. Đấy vậy cho tự nhiên chị ạ. Thoải mái chị ạ. Chị ơi, cái này buổi tối em bật điện lên chứ được không? Chị bật điện lên cho em xem mấy đây. Không nhìn thấy gì. Không lộ lên được đúng không? Dàn cây này. Có một cái trải nghiệm. Cái này là cái bầu ơi thương lấy thì... bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng gắt giống nhưng chung một dàn này. À, bầu bí nhưng mà đây có bầu đâu. Bí với su su. Nếu các bạn là ở đây cái su su này có được bất để ăn không chị? Được, bất ăn đấy chứ. À, đây là... hiện đây nó mặn mặn này vậy. Đây là nguyên liệu để chế biến luôn cho khách ạ. Nó không thể hiện được chuyện đấy. Có. Có cái em
quyền ở ngay bên chỗ nhà định ấy. Nó đừng giữ ở trên. Ở trên nó có tự nhiên. Nó chạy không? Nếu mà nói để một khu vườn đây là mình rất là ấn tượng. Ấn tượng này bởi vì sao? Vì toàn bộ khu phía trước này gần như là chiếm được khoảng 60-70% là khu vườn như này. Là để trồng cây, những cái cây hoa đồng thời với những cái cây chị ơi. Thì bật cho em cái điện này lên cho nó trông nó khi nó sẽ nó nổi bật hơn. Nhưng mà nó sáng lắm. Những cây mà ăn quả như này có thể là tạo nên sự ấn tượng có cho khu vườn. Anh đẹp hay nhỉ? Cái khu vườn này cũng đầy đủ các loại cây hoa từ những cái hoa và cây quả. Cái này chắc là tự trồng hết rồi anh. Và một cái sân vườn như này thì các chủ có tận dụng hết tất cả các vị trí để lại một khu đường đi như này để có thể là trồng những cái cây hoa để mang lại cái không gian rất là mát mẻ và trong lành. Và đồng thời ví dụ các bạn có thể là ví dụ như yêu thiên nhiên yêu hoa có thể là về đây ngắm cảnh rất là nhiều loại hoa khác nhau, không riêng gì một hoa hoa dâm bụt rồi đó, hoa đỏ này không biết là hoa gì luôn. Hoa đỏ này là nếu mà nói là như ngày xưa ấy là trẻ em trẻ con mình hay lên trên đồi rồi nhìn thấy cái hoa như thế này bất và sẽ là mút cái mật của cái hoa này đây á. Đúng rồi. Ơ không sao ạ. À thì giới thiệu các bạn là đây là anh chủ là đây, giới thiệu anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Anh tên là Nam. À vâng, giới thiệu anh em là đây là anh Nam. Nam Năm. À anh Nam. Lên Nam Năm ở kia. À chị là Năm. Vâng. Ê chị anh ấy lúc từ ngay mà ban đầu em vào đây ấy, thì em rất cảm nhận ở đây là mình có cái khu vườn rất là ấn tượng. Thì không biết là lý do gì mà anh thiết kế cho cái khu sân vườn như này. Thì là cũng thấy gì thấy được thiết kế lấy bóng cho nó tạo cảnh nhà mình nó đẹp hơn. Nhưng mà có lẽ là như là nhà mình có ba cái phòng như thế này thì tất cả các phòng đều chính là phía sân vườn. Đấy. Đó là một cái điều ấn tượng rất là tuyệt vời mà khi mà cái khu trải nghiệm như này. Vì bản thân ấy, để có một khu vườn như này thì gia chủ phải hy sinh một cái mảng, một cái miếng đất tương đối là lớn đúng không anh? Tại vì miếng xây dựng có khi anh chỉ chiếm được khoảng 30%, còn lại 70% là anh ta một giờ dùng để vườn cây như thế này. Nó chiếm những cái này mình mất nhiều thời gian để chăm sóc không anh? Những cái cây này. Cây này chăm sóc khoảng 5 năm. Vậy là anh đã nung nấu cái ý tưởng làm homestay cách đây hơn năm rồi nên là anh mới trồng những cái cây như này. Không, nung nấu cái ý tưởng này thì lâu rồi. À. Có nghĩa là cái cây này trồng thì hơn tầm một năm, hơn năm nó mới tốt hơn được như này. À. Anh Nam cho em hỏi nữa là bây giờ dụ như mình ở vị trí phía Tam Cốc như này thì những khách ở những nơi các tỉnh ấy thì về thì mình thông thường là có xe về thuận tiện cho về đây không anh? Có xe thuận tiện. Tour tuyến họ đi đến đò Tam Cốc này là họ xuống đến là mình đã đò họ. À, tức là ví dụ như là khách có thể đến ở bến xe Ninh Bình hoặc là đến ga Ninh Bình không. Có thể mình có đón được không? Ở đến Ninh Bình thì mình lại điện taxi bắt họ có nhu cầu thì mình bắt taxi cho họ. À, còn thông thường thì mình có thể mình vẫn đón tại nơi đúng không anh? Không, thông thường là khách toàn đi đến về đến bến này. À, đa số là khách về bến bắt đầu vào nhà mình. Huh?